trong 7 ngày nghỉ Tết, các vụ phạm pháp hình sự giảm 10,6% so với cùng kỳ Tết Đinh Dậu 2017 và thấp hơn 3 lần so với ngày thường trước Tết. Ngày 21/2, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến, đánh giá kết quả công tác toàn lực lượng về đảm bảo an ninh trật tự ANTT, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Phạm pháp hình sự giảm 10,6% theo Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an, từ ngày 14 đến 2022, từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, cả nước không xảy ra khủng bố, phá hoại. Công an đã tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm. Kết quả, công an đã điều tra, khám phá hơn 220 vụ, bắt giữ gần 1.700 người phạm vào các tội cờ bạc, ma túy, giết người, bắt theo lệnh truy nã. Đặc biệt, trong thời gian ngắn, công an khám phá, bắt giữ nhóm người dùng súng bắn chết anh Đặng Văn Giang, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa. Ở TPSCM, công an cũng nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Hữu Tỉnh, nghi can gây ra vụ sát hại 5 người ở quận Bình Tân. Theo thống kê, trong 7 ngày nghỉ Tết xảy ra 415 vụ phạm pháp hình sự, giảm 40 vụ, 10,6% so với cùng kỳ Tết Đinh Dậu 2017 và thấp hơn 3 lần so với bình quân ngày thường của tháng trước Tết. Tình hình an toàn giao thông ATGT được đảm bảo, không xảy ra các vụ tai nạn giao thông TNGT đặc biệt nghiêm trọng, không xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, trong nội đô các thành phố lớn và tại các trạm thu phí BOT BOT, không xảy ra đua xe trái phép. Lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 18.700 lượt vi phạm, phạt hơn 7 tỷ đồng, tạm giữ, xử lý hơn 3.300 phương tiện CSGT điều tiết giao thông tại ngã tư Nguyễn Văn Linh, QL50, TPSCM, vô hiệu hóa hoạt động chống phá. Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đánh giá cao các kết quả đạt được, khám phá nhanh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Mặc dù nhiều đối tượng có âm mưu chống phá nhưng công an các địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa từ xa, vô hiệu hóa, không để xảy ra các vụ việc phức tạp. Có những tấm gương dũng cảm hy sinh quên mình vì nhiệm vụ, nhiều chuyên án được khám phá phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng sử dụng vũ khí nóng gây án, nhiều băng nhóm, đối tượng cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng bị phát hiện, xử lý, ngăn chặn kịp thời. Thượng tướng yêu cầu lực lượng công an tiếp tục đẩy mạnh cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm, đảm bảo ANTT sau Tết Nguyên đán tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh mạng, an ninh thông tin và truyền thông, đồng thời tập trung đấu tranh với số đối tượng trọng điểm về hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tội phạm trộm cắp, cướp giật và tệ nạn xã hội, nhất là tại các lễ hội đầu xuân và trên các tuyến giao thông, an ninh. Ở TPSCM, Cần Thơ, Đà Nẵng đảm bảo cùng ngày, công an TPSCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai cũng có thông báo tình hình, kết quả công tác đảm bảo an tờ tờ trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Tại TPSCM, Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, trưởng phòng tham mưu, cho hay các lực lượng ngăn chặn, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, gây nổ, các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, tổ chức lễ hội được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Địa phương xảy ra 44 vụ phạm pháp hình sự, giảm 7 vụ bằng 13,71% so với cùng kỳ năm 2017. Đã điều tra, khám phá 29 vụ, TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên giảm 3 vụ, 50%, tệ nạn bài bạc tại lề đường, nơi công cộng được phát hiện và xử lý kịp thời, không xảy ra ùn tắc giao thông, tụ tập đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng, góp phần đảm bảo cho nhân dân TP đón Tết Nguyên đán bình yên. Ở Cần Thơ, công an tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín trên địa bàn 24/24 giờ, giải tán hơn 1.150 người tụ tập đêm khuya gây mất trật tự công cộng, phá 11 vụ đá gà ăn tiền, phạm pháp hình sự kéo giảm
không xảy ra ùn tắc giao thông trước, trong và sau Tết. Địa bàn chỉ xảy ra một vụ tai nạn giao thông, một người chết. Tương tự, ở Vĩnh Long, Hậu Giang, An Tờ Tờ ổn định. Riêng số người chết vì TNGT ở Vĩnh Long tăng 1 người so với cùng kỳ, xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông làm chết 3 người, bị thương 13 người. Ở Hậu Giang, số người chết vì TNGT là 3 người, tương đương với năm 2017. Tại Đồng Nai, báo cáo của ngành công an cho thấy ANTT trong 7 ngày Tết trên địa bàn ổn định, một số vụ việc liên quan được xử lý kịp thời. Toàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết, 6 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2017 giảm 3 vụ, Đà Nẵng xảy ra 7 vụ phạm pháp hình sự, tăng 1 vụ so với cùng kỳ năm 2017. Cơ quan chức năng đã điều tra làm rõ 2 vụ, lực lượng công an không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Về ANTT trên địa bàn nguồn, Leo.